Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 của là tập cuối của câu chuyện Đôi mắt bị sét đánh của tác giả Như Ý trên kênh truyện đình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này. Bà Bích Ngọc nghe Hà Lan phân trần đến đây hoàng hồn kinh sợ bà Hòa lên khóc nức nở với những giọt nước mắt hối hận muộn màng bé gái à cô biết tội thật sự biết lỗi cổ bệnh lắm một năm gần đây chứng bệnh kỳ lạ nặng nề trên vai trên cổ nó cứ hành hạ cô sống không bằng chết có lúc đi không được chỉ lết tới lết lui như người tàn tật cô đau đớn vô cùng cô ân hận day dứt mãi không nguôi về những gì xấu xa ngày xưa cô đã làm Người chồng tần tảo hy sinh mọi thứ lo lắng cho mình cô lại lấy cắp hết tiền vàng của người ta bỏ rơi họ bỏ rơi con gái mà chạy theo tỉnh mới cô đem cung phụng tiền bạc của cải cho một thằng tồi suốt ngày chỉ biết cờ bạc đập đá phi pha không hề biết tới hay tự trách nhiệm để tới khi cô đổ bệnh nằm xuống nó bỏ mặc thân sắc tàn tạng heo úa của cô để chạy theo đam mê mới của nó đến lúc này cô mới nhận ra đâu là cái tốt cái thứ tệ bạc của mình thì đã quá muộn màng. Cô đang bị trả giá quá đắt rồi con. Giờ cô đang thật tâm mong muốn có thể làm được gì đó chuộc lại lỗi lầm, nhưng không biết phải nên bắt đầu từ đâu. Nước mắt của Hà Lan lúc này rơi lã trã. về bà có biết người đang đứng trước mặt bà là ai không? Từ trước đến giờ bà có từng nhớ mong gì đó không? Hay chỉ khi bà bị trả giá thê thảm nhục nhã ê chề, bà mới quay lại mà nói những lời tiếc thương ân hận muộn màng với mọi thứ hả bà Bích Ngọc? Bà Bích Ngọc nghe cô bé trước mắt kêu lên hai từ, đó chính là cái tên rất đẹp trong giấy khai sinh của mình. Bà giật mình hoàng hốt miệng của bà mấp máy như không muốn nói thành hơi. Bà run rẩy cố thều thào trong cổ. Bé gái con thực sự là ai? Tại sao con lại biết hai từ vừa rồi mà gọi tên của cô? Cô nhớ không nhầm cái tên đó chỉ có người thân thuộc của cô mới biết được. Còn danh xưng ở ngoài bao lâu nay Người ta vẫn gọi cô là nàng Kiều Vậy tại sao con lại biết cái tên Bích Ngọc Vậy tôi hỏi bà Bà còn nhớ cái tên đứa con gái Với người chồng đầu tiên của bà là gì không Ánh mắt của bà Bích Ngọc vô cùng buồn bã Bà ta nói ra trong cơn đau xót Nhớ chứ Cô tùy có lỗi với con gái đầu của cô rất nhiều Nhưng mà tên của nó là do cô đặt Thì làm sao cô quên được cái tên đó con tên con gái đầu của cô là Hạ Lan. Bà Bích Ngọc vừa nói dứt lời thì chợt từ đằng xa, bà ta bỗng thấy vợ chồng của bà Tám Tàu vừa di chuyển đến đây, mới đèo nhau trở về tới con đường này. Bà Bích Ngọc nhanh chóng né trốn tránh bởi bà ta sợ bà Tám Tàu vì xóm lỡ ra tiếng vào, bàn tán nhiều chuyện của bà ta. Nhất là chuyện gặp bà đứng tàn tạ hốc hác tại nơi đầu đường thì thật xấu hổ với người cùng làng cùng xóm vì thế bây giờ bà Bích Ngọc chỉ biết cúi gặp người quay sang một hướng khác, muốn né tránh ánh nhìn đối diện ở chiếc xe đang từ từ chạy tới. Giờ bà tắm tàu chạy từ đằng xa tới, bà thấy thấy bóng dáng của Hà Lan đang đứng ỉ một chỗ, có vẻ đang nói chuyện với một người đàn bà nào đó, ở giữa trời nắng nóng như vậy. Bà tắm tàu thấy vậy liền lên tiếng nhắc khéo. Trời đất Hà Lan, con bé này đúng là dở hơi thật rồi, Trời thì đang nắng hồng hập thế này mà mày đứng đó nói chuyện với người ta giữa buổi chưa gắt cao vậy hả con? Bệnh chết đấy. Để đấy hôm nào bác thấy ba của mày thằng Tư tàn ghé sang ao nhà bác câu cá. Bác sẽ mách lại chuyện này với ba của mày đó. Lên giọng nhắc nhở xong Hà Lan. Bóng dáng chiếc xe của hai vợ chồng bật tắm tàu liền khuất dạng. Sau hàng me già đang đứng đón gió ở đầu đường. Còn lại nơi đây bóng dáng lẻ loi của cô bé Hà Lan với khuôn mặt thể hiện nét buồn man mác không thể nói ra tâm sự với ai bằng lời. Riêng bà Bích Ngọc sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của bà tắm Tàu, người đàn bà có hình dạng tàn tạ khắc cổ này, bỗng dưng muốn khóc thật to. Nhưng không hiểu sao lại không thể thốt thành tiếng. Bà Bích Ngọc đứng đó với một nét mặt hối lỗi nghẹn ngào đầy chua xót. Ánh mắt cảm thấy rất có lỗi với Hà Lan, xong bà ta bật khóc một chàng dây dứt. Bé gái còn chính là hà lan con gái của cô hà lan dừng dừng nét mặt ảm đạm không thế không phải là hà lan con gái của bà hà lan con gái của bà chết từ lâu rồi bà bích ngọc quỳ xuống dưới chân của hà lan khóc nức nở con gái mẹ xin lỗi và lần mẹ xin lỗi mẹ biết là mẹ có lỗi với con nhiều lắm hà lan trên hãy mở rộng thương xót nhìn mẹ tàn tạ khổ sở như ngày hôm nay mà bỏ qua tất cả lỗi lầm ngày xưa của mẹ mà thực sự ăn năn dậy dứt bao nhiêu ngày tháng qua nào ai hiểu được chứ xin còn cho mẹ một cơ hội được gọi con bằng tiếng con gái hà lan lúc này không thèm nhìn thấy bà bích ngọc cô bé đưa chân của mình lầm đổi bước đi trong tâm trạng xót xa trước khi dắt chiếc xe đạp tọc tạch rời đi hà lan vẫn còn kịp ngoái đầu lại nhìn người mẹ vô tâm của mình lần nữa cô bé nói lên một câu từ sâu thẳm cõi lòng Bà nên lo tự đi tìm thể Pháp vị cúng kiến cầu siêu cho thằng bé. Nó không có tội, để nó phải vất vưởng ở nơi cõi u minh này. Bám theo cái thân thể đã không còn chút giá trị nào của bà. Tìm cách giải thoát cho nó cũng như là giải thoát cho chính bản thân của bà khỏi những cơn hành hạ của bệnh. Còn tôi mãi mãi khó có thể chấp nhận mà gọi bà bằng một tiếng mẹ được. Tuy trong người còn quá giận dỗi bà Bích Ngọc, Hà Lan có mở miệng nói ra những lời không hay nhưng ngày trong ngày hôm đó, cô bé Hà Lan lại cất công đạp chiếc xe tộc tạch của mình. thằng lên nhà của ông thầy trừ ma, muốn nhờ ông thầy giúp cô một số việc. Nghe người trong làng chỉ chỗ thì ông thầy Pháp, ông tên là Ba Bận, ông ở mít tận trên xóm núi. Đạp xe một khoản đường khá gập ghềnh tới nhà của ông Ba Bận. Hà Lan đứng ngay chỗ cửa cổng của nhà ông mà nói. Ông thầy Ba Bận ơi, ông có nhà không? Không có bất cứ tiếng động nào phát ra từ trong nhà của ông thầy Pháp. Cũng chẳng hề có bất cứ một hồi đáp nào lại với Hà Lan. Cô bé thầm nghĩ ở trong bụng. Sao kỳ lạ vậy ta? Người ta nghe bảo ông thầy ba bận này thường chỉ ngay quanh quần ở nhà. Sao hôm nay tự dưng tới nhà của ông ấy vào giờ này lại không thấy ông ấy ở đây? Vậy thật ra thì ông thầy ba bận đã đi đâu? Khoảng một vài giây sau thì Hà Lan nghe vang vẳng bên tai có một tiếng gì đó giống âm thanh của một cây chổi đang được ai đó cầm trên tay để quét ngoài sân sau của nhà ông thầy. Hà Lan lại tiếp tục nghĩ thầm ở trong bụng. Kỳ lạ, kêu ra giả liên tục lại không hề thấy có tiếng trả lời lại trong nhà. Vậy mà sao lại có tiếng người nào cầm cây chổi quét nhà? Hình như cái tiếng ấy phát ra từ sau căn nhà của ông thầy này. Không lẽ là ông thầy đang có ở nhà vậy thì ở nhà tại sao mình đứng ngoài cổng kêu nãy giờ muốn hụt cả hơi mà ông ấy lại không hề ra mở cửa cho mình còn đứng ở ngoài sau nhà cầm cây trồi quét lên như vậy để âm thanh tính trồi quét xoèn xoạt vọng ra ngoài cổng không phải ý của ông ấy làm như vậy có ý định muốn đuổi mình đi khỏi căn nhà của ông ấy chứ âm thanh tính trồi quét mỗi lúc một vang lên hà lan trột dạ trong lòng vô cùng cô bé đưa mắt quan sát thật nhanh vào nơi phía sau của căn nhà. Hà Lan cố đứng xem thử xung quanh, thật ra lối nào có thể vòng lại phía sau nhà để cô bé có thể ra sau đó gặp trực tiếp được ông thầy. Cuối cùng Hà Lan cũng phát hiện ra một lối nhỏ, đi vòng lại quanh ngõ ấy có thể tiến ra phía sau căn nhà của ông thầy. Hà Lan đưa chân theo lối nhỏ ấy đi được một đoạn, thì bỗng dưng âm thanh tiếng trồi quyết nhà lại có vẻ nhỏ đi, cô bé nhẹ nhàng đưa đầu của mình tới phía trước nơi phát ra tiếng động đó khẽ liếc mắt xem thử người ấy đang lấy trồi quét nhà là ai cảnh tượng trước mắt của hà lan nó làm cho tim của cô như muốn bay cả ra ngoài cô bé đứng đó chân tay run rẩy như cầy sấy dòng lạc hẳn đi tự cố hỏi lý chính mình trời đất trời có thể tự động bay được trong không trung rồi tự quét nhà mà không cần một ai cầm vào điều khiển sau sau câu hỏi đầy thổn thức từ tận đáy lòng, đột nhiên Hà Lan lại thấy cả thân cây trồi biết bay tự động kia. Nó càng tự dưng lắc lư quét tới quét lui đầy dữ dội. Mỗi lúc động tác quét rác của cây trồi đó ngày càng mạnh hơn. Bồi dưới nền đất vì thế cũng bay văng lên. Bị gió thổi tứ tung mụt mù quanh một khoảng sân sau ngôi nhà của ông thầy Pháp. Tinh thần của Hà Lan lúc này quá hoảng sợ. Cô bé không dám đứng yên tại chỗ, Hà Lan nhanh chóng với tâm trạng đang hốt hoảng từng bước lùi về phía sau, rồi quay phát lại lối nhỏ mới nãy cô bước vào. Bà Trần bốn cẳng Hà Lan lẹ làng bước tới chiếc xe đạp của mình, quay đầu lên xe đạp thật lẹ một mạch về nhà. Nhưng ngôi nhà kỳ quái của ông thầy pháp kia chưa dừng lại ở mỗi điều kỳ quặc trước mắt của Hà Lan, mà nó còn dặm thêm những thứ ma mị rùng rợn khác. Cụ thể ra cái việc dùng dợn khác Hà Lan lại từng nghe thấy tại ngôi nhà của ông thầy Pháp là mặc dù đã lên xe chạy đi, nhưng tâm trí của Hà Lan vẫn còn nhớ như in cái giọng cười đầy rùng rợn văng vẳng vào tay của cô. Khi nó thấy cô bé đang sợ hãi hấp tấp rời đi như vậy. Đã vậy cười cợt với Hà Lan xong, cái giọng quái gì đó lại rôm rà nói ngân ra như là cố ý cho Hà Lan nghe thấy là nó đang truyền trò với một ai đó. Ấy, con bé nó sợ quá nó bỏ chạy luôn rồi kìa. Trên đường đạp xe trở về nhà, khi mà Hà Lan đang chạy băng băng qua một khu nghĩa trang là nơi an táng trồn cất người chết trong làng của mình. Ánh mắt của Hà Lan lại chợt khựng lại, bởi bên tai của cô bé lúc này, nghe đầu đó quanh đầy tiếng hát ru nghêu ngao của một ai đó. Đưa ánh mắt dõi theo tới nơi vừa phát ra âm thanh lạ lẫm nhưng lại du dương trầm bổng hà lan thấy trước mặt của mình ngay cạnh cây me mọc gần đầu khu cổng nghĩa trang có một bóng người mặc đồ trắng tóc xóa dài đang tung bay phất phới dáng người ấy hiện đang bị dây thòng lòng rút cổ cho lùng lẳng cả thân thể mờ ảo của họ lên giữa không trùng dưới bóng cây lúc này hà lan thực sự cảm thấy kinh hãi nhưng không hiểu sao đôi chân của hà lan cứ cứng đơ một chỗ không thể nào nhúc nhích được cố cho tinh thần bình tĩnh trở lại. Bởi lẽ bây giờ Hà Lan thực ra vẫn chưa bị hề hấn gì. Hà Lan nhìn thẳng tới trước mặt quan sát, thấy thật kỳ dị ở một chỗ. Cô bé thật sự bâng khuâng không biết cái người phụ nữ trắng toát. Giống như đang treo cổ tự tử kia, thật sự người đó họ vẫn còn sống hay đã chết. Bây giờ khi mà cố tĩnh tâm phân tích lại, Hà Lan thấy nếu ai đó có để cả người họ bị một sự dây thần to treo thòng thòng từ trên cây xuống thì họ làm sao có thể sống được còn nếu người phía trước mặt của hà lan là một người đã treo cổ bị chết thì giọng hát nghèo ngào du con văng vẳng phát ra dù giường trầm bồng tại đây tại sao giọng hát ấy lại phát ra từ chỗ người đang bị treo cổ không lẽ là giọng hát dù còn đó từ chính miệng của người đang bị treo cổ hát ra mà người đã chết thì làm sao có thể hát họ được hai giả thuyết người trước mắt là người còn sống ngày đã chết được đặt ra trong đầu của hà lan cứ mâu thuẫn với nhau quá đỗi nó làm cho cô bé khó hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt cô đột nhiên cái đầu của người phụ nữ kia từ đồng bè cong quay ngược lại nơi mà đối mặt với hà lan kiểu đầu người phụ nữ ấy bây giờ bè cong một vòng quay sang một hướng còn thân thể cô ta lại quay ngược với cái đầu một hướng khác nhau Cả khuôn mặt khi quay ngoắt lại của người phụ nữ đang treo lùng đằng kia thật kinh dị. Nó không khác gì mặt của một cái xác chết trương phình đang ngay ba ngày. Hai con mắt của cô tỏ lò, bên trong hai con người như là muốn lòi cả ra ngoài. Gần quăng trong con người ấy liền nổi cuộn xanh đỏ tím tràn lên khắp hai tròng của cái mắt. Cây môi của người phụ nữ méo sạch sang một bên xám xịt thâm đen xỉ. Da trắng bệt hệt như là đã bị vắt sạch hết máu. Người phụ nữ có khuôn mặt giống sắc chết lúc này nhìn thấy Hà Lan lên nở ra một nụ cười quái gở ở miệng, đang cố hát dù những méo sạch của cô ta. Chốc chốc nơi cái miệng đang bị méo sạch ấy lại tiếp tục du dương phát ra mấy câu như để an ủi vỗ về đứa con của mình. Con yêu con ngủ cho ngoan, sau này đủ tháng đủ ngày thì ra đây, chơi với mẹ nghe con. Hà Lan còn chưa ngồi hết cơn kinh hãi này, thì cơn kinh hại khác lại liền ập tới bây giờ thì cả cái thân hình phía trước từ cổ đổ xuống chân đang bị quay ngược đầu lại của người phụ nữ vượt chốc cũng liền quay về phía với cái đầu của người phụ nữ ấy lúc này cả dáng người treo lùng lẳng của người phụ nữ treo cổ dưới gốc cây me đã hiện ra toàn thân người quay một hướng đập thẳng vào mắt đầy kinh hãi của hà lan hà lan bàng hoàng thét lên tầy run rẩy là một người phụ nữ đang mang thai sắp đẻ sao? Thế tại sao cô ta lại đến đây muốn treo cổ chết? À mà không, hình như cô ta hiện đã chết rồi thì phải. Chứ người thường ai lại xoay ngược đầu rất đằng sau, xong lại quay vèo một cái về phía trước như vậy. Một đầm thành mà mị lúc này cười giống lên. Trước mắt của Hà Lan là cái cảnh người phụ nữ chết treo, hai tay đang ôm lấy bụng mà xoa xoa vào cái bụng bầu to bự chẳng mấy. Xong hồn ma của người phụ nữ đó phát ra luồng sóng âm thanh rợn hết cả người. Cô thấy được ma sao? Vậy cô thấy tôi thế nào? Tôi chết treo cổ như này có sợ không? Thật ra mà nói lúc Hà Lan mới thấy thấp thoáng bóng dáng ban đầu treo cổ chết của con ma nữ là đã muốn vứt bỏ luôn cả chiếc xe đạp mà chạy bộ nhanh về nhà, chùm chăn run rẩy. Chứ đừng nói chỉ tới cái lúc nghe được câu nói ám ảnh vừa rồi, từ hồn ma của con mà nữ đang mang bầu này. những ông trời lại có vẻ biết trêu ngươi. từ dưng hai chân của Hà Lan nãy giờ như bị hóa đá luôn tại chỗ. Nó không thể nào nhích nổi lên một bước để bước đi tới. Thì nói chỉ cái việc tìm cách chạy thoát thân khỏi con mà nữ chết treo này. Hà Lan chưa biết phải nên phản ứng làm sao với con mà chết treo cổ. Nhưng bỗng dừng ngay từ trong khu nghĩa trang mồ mà một dáng người rong ròng cao to bước ra. Này cô Mai, cô còn cứ cố hiện ra dọa chọc phá người đi đường nữa là tôi nhốt linh hồn cô tại chỗ đó. Người chết với người sống vốn không cùng tần số với nhau, hà cứ chỉ cô cứ phải muốn gây sự chú ý với họ, chỉ có thiệt chứ không hề có lợi cho hồn ma của cô, cô hiểu chứ. Bóng mà treo cổ trên cây me, từ từ liền biến dạng thành bình thường, lập lòe mờ ảo trở lại không còn để nguyên dạng quá kinh dị như lúc ban đầu hà lan thấy nó nữa nó liền dâm dỉ giọng nói con biết lỗi rồi thưa thầy con không cố ý hù dọa chọc con bé này đâu tại con bé nhỏ này nó có khả năng nhìn được ma thấy được quỷ đó thầy ba bận vì thế lúc này nó mới thấy được tình cảnh lúc mới chết của con thầy cũng biết hồn ma đã từng tự tử như con cứ phải lặp đi lặp lại cái hành động lúc treo cổ tự tử chết con bé này mới nãy nó chạy ngang qua đây chúng dở linh cho nên mới gầm thiết cảnh cái chết tự tử của con trước đây. Chứ còn có phải nào cố ý trêu chọc người ta đâu. Sự xuất hiện của ông thầy Pháp trừ ma lúc này như một cứu cánh đối với Hà Lan. Cậu bé từ trạng thái đang run sợ, kinh hồn bạt vì hết chuyển sang bừng rỡ, hớn hở vô cùng. Hà Lan lắp bắp hỏi. Ông, ông là thầy ba bận, là thầy tâm linh phong thủy ở xóm núi này sao ạ? À? ôi con mừng quá cả buổi nay con ghé qua chỗ hành nghề của thầy định nhờ thầy nhưng mà lại không thích thầy có ở nhà đồng lúc đi nửa đường thì lại gặp thầy ở khu nghĩa trang thật là may mắn quá thưa thầy ông thầy ba bận hơi ngạc nhiên cô là cô bé có thể nhìn thấy ma vậy cô tìm tôi thật ra là muốn nhờ tôi giúp chuyện gì chắc là lại chuyện liên quan đến ma quỷ phải không dạ đúng rồi thưa thầy con tới tìm thầy là muốn nhờ thầy tứ giúp con khuyên bảo linh hồn quỷ nhi. Nó vốn là em trai cùng mẹ khác cha của con. Nó vốn là em trai của con, cho nó mau buông bỏ cơ thể của mẹ con ra cho bà ấy mau khỏe trở lại. Chứ còn chồng sắc mặt hiện tại của mẹ con bà ấy có vẻ không ổn lắm. Con e là với tình hình cứ mãi như vậy, bị quỷ nhi kia đeo bám vào người của bà như thế, chắc bà sẽ sớm hao mòn dương khí mà chết mất thôi. Ông thầy bà buông một tiếng thở dài rồi nói Vốn dĩ trước đây là do nghiệp mà mẹ con bà ấy phải trả cho những việc làm xấu xa Mà trước đây bà ấy đã từng gây ra Giờ con tìm thích ta bảo cố cứu lấy tính mạng của bà ấy Khác nào mà bảo ta cải mạng số bầy trên mà giáng xuống cho cái nghiệp ác bà ta từng gây ra Nghiệp của bà ấy nếu mà ta biết rõ mà còn cố giúp Thì liệu rằng sau này có gánh nổi đây không cô bé đôi mắt của Hà Lan bỗng dừng buồn man mác. Sau khi nghe những lời nói vừa rồi của ông thầy Pháp, không hiểu sao mặc dù Hà Lan biết bà Bích Ngọc đã từng gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu, tàn nhẫn để lại hậu quả đau thương cho số phận nhỏ bé long đong như cô và cả hai đứa em của mình. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của đứa con gái như Hà Lan bây giờ, cô vẫn mong mẹ mình được cứu sống. Có lẽ Hà Lan biết cái cảm giác ở cô nó được gọi là tình mẫu tử. Lúc cô chưa gặp bà Bích Ngọc, chưa biết khuôn mặt giọng nói tiếng cười tiếng khóc của bà ấy ra sao. Hà Lan lúc đó vẫn còn căm giận và chua chát khi nghĩ về mẹ cô. Thế nhưng mà trong cái buổi trưa ngày hôm nay, không hiểu tại sao mà bấy lâu nay Hà Lan ghét cay ghét đắng, mong cho bà ấy biến mất đi, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của ba con cô nữa khi bà ấy xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội bất ngờ của hà lan hà lan lại cảm thấy thương hại cho bà ấy nó len lỏi trong khóc tâm can cõi lòng của cô bé hà lan thật không ngờ đứng đối diện với mình mẹ cô bà bích ngọc của ngày hôm nay lại héo mòn tàn tạ cùng với một cơ thể gầy mòn xuống sức đến thảm thương nhìn mẹ của mình hà lan bây giờ cảm tưởng như gặp một bà già neo đơn không người thân thích từ hôm nay tận mắt chứng kiến thấy người đàn bà từng chảy chung một dòng máu nó khiến cho Hà Lan cảm thấy thương hại bà ta đến vô cùng. Cảm giác hận thù trong tận sâu tâm hồn của Hà Lan trước đây bởi sự bỏ mặc xưa này của một người mẹ vô tình, vô tâm như bà Bích Ngọc giờ cũng đã nguôi ngoai phần nào và dần hoàn toàn biến mất chỉ trong một buổi chiều. Sau khi cô tận mắt tiếp xúc thích tình cảnh thảm hại ăn năn muộn màng của người mà cô phải gọi bằng mẹ. Bây giờ Hà Lan đứng đề cô hy vọng và khả năng cao tay của thầy Pháp. Mong ông ta có thể thương tình giúp đỡ cho bà Bích Ngọc thoát khỏi cảnh bị quỷ Linh Nhi nó đeo bám vật vã suốt những ngày dài. Thế mà bây giờ gặp cô ông thầy lại từ chối như vậy. Hà Lan cảm thấy ruột già tâm can của mình vô cùng khó chịu. Bất chợt như có vẻ vừa sự nhớ ra một điều gì đó. Hà Lan lại cất giọng lên nhờ và ông thầy. Thưa thầy, nếu mà thầy không thể cháy ý trời mà giải nghiệp báo giúp mẹ con, vậy bây giờ thầy có thể làm ơn giúp hai đứa em cùng mẹ khác cha của con. Để tụi nó được đi siêu thoát đầu thai lại một kiếp khác tốt đẹp hơn không thầy. Ông thầy Pháp đang quanh quần đi vòng quanh cây me trước mặt. Ông ta sắp sửa bày biện đàn thờ để cúng kiến gì tại đây. Nghe Hà Lan cất giọng nhờ và như vậy thì ông ta liền đậm mờ suy nghĩ trong giây lát. Xong ông ta ngước mặt lên nhìn về phía Hà Lan mà nói Được, thầy đồng ý giúp cho con chuyện này Dù sao thì hai linh hồn ma quỷ nhỏ kia Nó cũng đã vất vưởng bao lâu Cũng đã đến lúc lên đàn tế lễ tiến bỏ nó đi siêu thoát rồi đấy Nhưng mà thôi chuyện con nhờ thầy giúp Thầy gác lại qua trưa ngày hôm sau Còn cứ tới nhà thầy gặp thầy rồi thầy tính Bây giờ thầy còn đang phải lo lên đàn cúng tế tại đây xin giấc linh hồn của người phụ nữ mang thai tự tử tại gốc cây mẹ này. Còn cầu siêu cho hai mẹ con ma nữ này nữa. Hôm nay bởi vì đã hứa là lo cho sót xong vụ này giúp bố mẹ cô gái mang thai. Mà thầy mới phải rời nhà cất công lặn lội đi ra tận nghĩ sang, lên đàn cúng kiến giấc hồn phách của họ về nơi cần về. Ánh mắt của Hà Lan vô cùng mừng rỡ dối rít cảm ơn thầy. Thầy nói vậy con mừng quá thưa thầy, con xin cảm tạ ơn đức của thầy Có gì qua trưa ngày mai con sẽ quay lại nhà thầy Để bàn tính việc con nhờ Giờ thì con xin phép con về trước Trước khi nhận cái gật đầu chào tạm biệt của ông thầy ba Hà Lan đã vô tình ngó xung quanh đó Để xem thử bóng ma của người phụ nữ đang mang thai đang ở đâu Bất chợt Hà Lan bắt gặp hồn ma của người phụ nữ ấy thoáng ẩn thoáng hiện ngay trên đầu cây me. Cô ta ngồi đu đưa trên thân cây, hai bàn tay của mình xoa lít bụng bầu rồi nở một nụ cười ma quái nhìn hà lan giống như đang nói lời tạm biệt với hà lan trước khi hà lan chuẩn bị lên chiếc xe đạp của mình chạy thẳng về nhà vừa chạy xe đi trong đầu của hà lan vừa nghĩ hóa ra hôm nay ông thầy ba ông ấy theo thỉnh cầu của người nhà ta mà ghé cây mè gần nghĩa trang Giấc vòng mà mang thai từng tự từ trước đây tại gốc cây me về nhà ông để làm lễ cầu siêu cho con gái của nhà họ. thầm nghĩ trước đây bất giác trong đầu của Hà Lan chợt nhớ tới ký ức của 5 năm về trước, hãy nhớ lúc đó cô cũng chỉ là một nữ sinh học lớp 7. một hôm Hà Lan đi học về, cô nghe đâu người trong xóm xôn xao bàn tán kể về cái chết treo cổ tự tử tại gốc me ở à, cổng nghĩa trang gần đó. Đó là một cái chết thật bi ai của một cô gái đang mang bầu ở tháng thứ bảy. Nhưng ngày đầu chàng trai người yêu lại phụ bà cô gái để đi quen một người đàn bà quá chồng giàu có ở làng bên cạnh. Cô gái vì uất ức quá đâm rằng nghĩ quẩn, tìm đến gốc me để treo cổ tự vẫn, giải thoát cho số phận long đong trong chuyện tình cảm của mình. Chắc có lẽ sau khi chết phải mang đầy ẩn khuất, nên hồn ma của người phụ nữ này đã linh quá, cô ta mới thường ngay hiện ra trêu chồng những người xung quanh. Vì thế mà hôm nay người nhà của cô gái chết tử từ đó mới tìm tới tận nhà của ông thầy ba để mà nhờ ông ra đây rước vòng mà người phụ nữ cầu siêu cho cô ta siêu thoát để cô ta không còn về lần quần mãi gần khu nghĩa trang này. Hôm nay đúng là một ngày rất trùng hợp. Hà Lan có việc tìm tới nhà ông thầy Pháp mới kết công đến tận nhà của ông Ai ngờ ông ấy lại rời khỏi nhà để đi rước vong ma của người phụ nữ trích cách đây 5 năm. Hà Lan thầm nghĩ trong đầu thôi Âu thì cũng là cây duyên ở một đôi mắt xét đánh của mình. Mới khiến hôm nay cô có thể tận mắt chứng kiến thêm hình dạng của một hồn ma treo cổ. Ngay từ đó Hà Lan chỉ biết thở dài bởi cô thật sự không biết liệu rằng đôi mắt có thể thấy được ma quỷ của mình nó có hữu ích gì cho tương lai sau này hay không. Hà Lan vừa đạp xe về đến nhà thì đúng lúc ấy bầu trời dần chuyển sang một màu tối. Trông thật ảm đạm. Không hiểu sao tự dưng bây giờ trong lòng của Hà Lan lại cảm thấy trột giả. Ruột giả cồn cao vô hạn. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong người của Hà Lan cảm thấy khó chịu như vậy. Vừa dừng chiếc xe xuống bên thềm nhà, Hà Lan đã thấy ba của mình ông Tư Tàn từ trong nhà chạy ra. Dòng của ông Tư cất lên đầy hối hả. Trời đất đây con gái Cả buổi chiều hôm nay con đã đi đâu vậy hả Con có biết là ba lo cho con nhiều lắm không Hà Lan lần đầu tiên trong đời thấy ba của mình hoàng hốt như vậy Cô ngừng ngác hỏi lại ba Ờ ba hôm nay ở nhà có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao Mà con nhìn mặt của ba tái mét vậy Khuôn mặt của ông tư tàn nghe rất câu hỏi ở con gái, càng thêm phiền buồn sầu não u ám vô cùng. Ông thở dài rồi nói Hà Lan à Con có biết tin gì vừa mới xảy ra Ngoài con sông lớn của làng mình chưa Chuyện gì vậy ba Ông tư tàn ngập ngừng Nhưng không muốn nói ra thứ ông vừa biết à, Là chuyện liên quan Bên phía đàng ngoại nhà con Liên quan tới người mẹ Đã đang tâm vứt bỏ con mười mấy năm Bà không biết bây giờ Con nên kể ra cho con nghe không nữa Hà Lan lúc này có vẻ không ngạc nhiên gì cho lắm, với cái tin tức của ba mình vừa mới nhắc. Lại là chuyện liên quan đến bà ấy sao? Bà ấy bây giờ thảm hại thế nào con cũng đã tận mắt nhìn thấy cả rồi. Bà không cần phải cất công kể lại cho con nghe tường tận như vậy đâu. Ông Tư Tàn liền lắp bắp. Con nói sao Hà Lan? Con đã gặp mẹ con. ờ à, trước khi bà ấy nhảy xuống sông tự tử sao hả? Nghe mà nói đến đây thì Hà Lan chết lặng như là bị trời trầm. Hai mắt trợn to lên hết cỡ. Cô gặng hỏi từng chữ, bà ba, ba nói gì, à, ai nhảy sông từ từ hả ba? Ông Tư Tàn đánh mắt đầy chua xót là bà Bích Ngọc mẹ của con ấy. Đầu của Hà Lan lắc qua lắc lại lìa lịa như không dám tin vào lời nói của bà mình. Không phải chứ, không thể nào, rõ ràng là lúc trước con vẫn giáp mặt nói chuyện rất bình thường với bà ấy cơ mà. Sao chiều nay lại có thể chết được, bà có nhầm lẫn không ba? ông tư tàn giọng đầy khổ sở mà nói không nhầm được đâu con người sống gần ngay con sông bảo lúc chiều có thêm bóng dáng của bà ấy đứng bên cạnh con sông với một vẻ mặt ngơ ngẩn buồn bã họ có lại hỏi chuyện của bà ấy thì nghe bà ấy bảo rằng hình như có ai đó đang đứng giữa sông mà gọi tên của bà ấy bà ấy bảo mau xuống dưới đó chơi chung với bọn họ ở dưới đó vui thích lắm Người quanh đó thì họ lại cứ tưởng bà Bích Ngọc lúc ấy bà ta đang nói dưỡng chơi. Nhưng mà thật không ngờ nghe đâu người ta kể lại rằng chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ sau họ đã thấy tất cả đồ đạc như là dép vì áo khoác ngoài, cả cây nón lá của mẹ con, đặc biệt còn có cả một giờ giấy ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc. Những đồ vật ấy đều bị bỏ nằm chồng trư lại trên nền đất ngay cạnh con sông lớn làng mình. Cần bà Bích Ngọc tự dưng biến đi đầu mất tiêu hà lan run dậy cố gắng hỏi vậy tờ giấy đó ghi vài dòng chữ bà ấy để lại trong tờ giấy viết gì vậy ba ông tư tàn đưa ánh mắt buồn bã và thốt lên bà nghe nói người dân quanh đó họ đọc tờ giấy họ bảo bà ấy viết mấy dòng xin lỗi ân hận muộn màng xin lỗi tới ba và xin lỗi cả con cũng chính vì thế bên đàng hoại nhà con sau khi nghe tin báo họ đã ra bờ sông tìm đọc được những dòng chữ ấy họ đã tức tốc chạy sang đây báo cho bà biết chuyện xảy ra. Bên đằng ngoài nhà con bây giờ còn có ý định sẽ nhờ ba con mình ra ngoài sông, phổ cùng nhau cố tìm kiếm vớt xác cho bà ấy lên bờ. Nhưng mà bây giờ trời đã tối lắm, sao chúng ta có thể tìm được xác bà ấy lúc này hả ba? Cả ông Tư Tàn và Hà Lan chỉ biết nhìn mặt nhau một cách cổ trẫn, chưa bao giờ cả hai ba con lại cảm thấy không khí trong nhà của họ lại nặng trịch đến như vậy có lẽ trong thâm tâm của ông tư tàn vẫn còn có chút ít tình cảm nào đó còn sót lại dành cho người đàn bà đã từng là vợ của ông Dương hà lan đứa con gái vừa mới gặp lại người mẹ vô tâm của mình lúc chưa sau mười mấy năm trời dài đằng đẵng cô chưa kịp cảm nhận được vị đắng của tình mẫu từ bao năm qua giờ đã phải cảm nhận tin buồn âm dương xa cách Cô bé cảm thấy chua chát cho số phận của mình vô vàn. Hà Lan bây giờ muốn khóc cũng chẳng ra hơi, mà muốn cười thì cũng chẳng thành tiếng. Cậu bé dường như cảm thấy ngột ngạt khó ở trong người đến lạ. Trong không gian yên đắng tại căn nhà của ba con ông Tư Tàn, trời lúc này đã vào khuya, Hà Lan đang nằm đưa ánh mắt vô vọng lên trần nhà. Bóng đầu thoang thoảng bên tai của cô văng vẳng một luồng sóng âm du dương rất trong trẻo chị hai chỉ nghe em nói này hiện tại hồn của mẹ mình đã bị ma ra dưới nước bắt cả thân xác lẫn hồn vía của bà ấy để sâu xuống dưới đáy hồ rồi ngày mai chị mau nhanh sang nhà ông thầy pháp trên xóm núi hôm qua nhà ông ấy mau tới con sông lớn lập đàn tế xin cầu hồn vớt xác mẹ mình lên bây giờ thì hồn của bà ấy dưới sông bị ma già dưới đó nó bắt hồn giữ lại Em nghe tiếng khóc của ấy vọng lên kêu than lạnh dữ lắm chị ạ. À. Chị hai nhớ lời của em dặn nghe, nhớ lời của em vừa dặn đấy. Âm thanh của hồn ma kia cứ ngần mỗi lúc một nhỏ dần, xong chốc lát thì im bật hẳn. Hà Lan bây giờ đã quen với việc tiếp xúc với hồn ma bóng quỷ. Nghe giọng của họ nói tiếng gọ cười như thế nào bây giờ cô đều biết hết nên lúc này cô chẳng còn cảm thấy ghê sợ nữa với giọng nói dâm gian nhấn nhủ của hồn ma nhỏ vừa hoang lên bên tai của mình. mờ sáng ngày hôm sau, Hà Lan lật đật dắt chiếc xe của mình ra trước cầm. Không hiểu sao giờ này ông Tư Tàn vẫn còn đang ngủ say. Cô không xin phép bà lên xe một mạch đạp tới nhà của ông Thầy Pháp. Đúng 30 phút sau, Hà Lan có mặt tại căn nhà hành nghề của ông Thầy Ba đứng trước cửa cô liền cất giọng kêu lớn thầy ba thầy ba có nhà không ạ à? mong mở cửa giúp con ông thầy pháp nghe tiếng kêu của hà lan Thầy liền từ trong nhà lọ mọ bước ra ông thầy thở dài cất giọng có chuyện không ổn rồi phải không hôm qua tôi định nói cho cô biết tình hình về mẹ của cô nhưng nghĩ lại thôi đằng nào cũng đã sắp tối mới để cô về lại nhà nghỉ ngơi sang ngày hôm nay tôi mới bắt đầu tìm xác của bà ấy giờ cũng tới thời điểm phải giúp rồi thôi chờ tôi một chút tôi vào trong nhà lấy đồ nghề rồi quay ra đi với cô một thể hà lan với ông thầy ba liền một mạch đi thẳng về nhà của cô hà lan vào nhà nói chuyện với ba cô một chút cho ba cô rõ ngọn ngành là ngay lập tức cả ba người bọn họ liền quay xe chạy thẳng lên phía nhà ngoại của hà lan Vừa tới trước cổng nhà của bà Sáu, cải ông thầy Pháp lẫn ba con của Hà Lan chỉ đang lùi hồi vừa bước xuống xe. Thì ngay trong nhà một người đàn ông chẳng đâu cũng sấp xỉ tuổi ba của Hà Lan chạy ra đầu ngõ hỏi chuyện của ba người. Vậy là hôm nay Dượng dẫn con bé Hà Lan với ông thầy sang hẳn nhà má lo tính chuyện của con bích Ngọc luôn sau Dượng. Ông tư tàn lên tiếng trả lời, Ông thầy ba là do con Hà Lan nó tự thân đạp xe lên mời ông ấy xuống, xem tính chuyện tìm vốt xác cho mẹ nó. Tôi nhiều công đôi bao việc nhà còn chưa làm xong, thì hơi đâu đi lo chuyện bao đồng cho phía nhà anh. May sao con bé Hà Lan nó nghĩ xa, cho nên tìm hỏi đường tới nhà ông thầy ba, mời ông về đây để lo liệu chuyện vướng mắt tâm linh cho nhà anh. Dòng của người đàn ông kia có vẻ khổ sở đáp lại, trời đất đây dưỡng ba, Chuyện đã tới nước này dựng bỏ qua cái tôi giận dữ cầm cái con bích ngọc đi. Mà phụ giúp má hùa vào tìm xác dưới sông của nó. Chuyện nó có lỗi với bà con dưỡng bởi mấy năm qua. Nó đã ghi nhắn trong tờ giấy trước khi nó tự tử. Là cảm thấy rất hối hận về những việc nó từng làm. Từng đối xử với ba con cậu trong thời gian qua. Ông thầy bà lúc này biết liền tiếng. Thôi ông tránh qua một bên. Cho tôi và ba con ông tư tàn vào nhà. Còn bàn chuyện nữa kéo qua giờ linh thì lại tốn thêm một ngày để tìm kiếm xác của người đã chết dưới sông bốn người liền nhanh chóng trở vào trong nhà theo lời của ông thầy pháp và bên trong nhà ông thầy pháp cất giọng nói với bà sáu tên tuổi và ngày tháng năm sinh của người chết dưới sông bà ghi ra một tờ giấy rồi đưa nhanh cho tôi bà sáu lẹ làng ghi thông tin của bà bích ngọc xong đưa tới cho ông thầy đây là tất cả tên tuổi ngày tháng năm sinh của con Bích Ngọc nhà tôi. Tôi đã ghi rõ hết ở trong này đưa cho ông. Ông còn gì dặn dò thì cứ xin sai vào. Bây giờ lấy nhang ra tại bàn thờ cửu huyền thất tổ nhà bà mà đốt lên khấn vái. Xin ra tiên nhà bà mau cho tìm được xác con gái của bà trong hôm nay. Nhớ là khi thấy cây nhang sắp tàn, bà phải liên tục thức trực tại đây để đốt cây nhang tiếp theo cắm vào lư nhang cứ đốt nhàng cắm vào cho tới khi nào nhận được tin báo của tôi và mấy anh em ở ngoài sông đã tìm thấy xác con của bà ngay trong ngày hôm nay thì thôi bà hiểu chứ ông thầy pháp dặn dò bà sáu ông liền quay sang ông tư tàn và anh trai bà bích ngọc mà nói bây giờ tôi cần một vật dụng nào đó của người chết dưới sông lúc họ còn sống để lại nếu có hãy đem ra đây cho tôi cái nón lá hôm qua của bà Bích Ngọc để lại trên bờ được anh trai của bà Bích Ngọc mang ra cho ông thầy. Ông thầy lấy nó xong thì gật gù. Tốt lắm. Tôi ở nhà lập đàn tụng kinh cố xin hà bá dưới sông cho xin hồn, xin xác của người chết nhà bà. Qua 12 giờ trưa hôm nay, xác của bà Bích Ngọc nhà này vẫn chưa nổi, thì xin lỗi xem như phước gia tiên mấy người đã hết. Vừa tìm xác này tôi cũng đành phải bó tay. Nhưng nếu trước 12 giờ trưa hôm nay cái xác được mà giữ dưới sông thả trồi lên, xem như lúc ấy phước báo của nhà bà vẫn còn. Khi ấy muốn biết vị trí xác của bà Bích Ngọc nhà này nằm ở chỗ nào, mấy người ở đây cứ lấy cái nón của bà ấy thả xuống sông cho nó trôi. Nó trôi tới đâu thì dừng không trôi nữa, thì xem như xác của bà Bích Ngọc chắc chắn sẽ nằm ngay tại chỗ đó. Giờ tôi đã nói hết rồi mọi người cứ y như tôi dặn mà làm. Mọi người trong nhà nhanh chóng làm theo lời của ông thầy Pháp. Nguyên buổi sáng hôm ấy ông thầy Pháp chỉ ngồi một chỗ bàn tế lễ mà tụng kinh liên tục. Tụng kinh xong khát nước ông ta ngừng nghỉ vài giây. Nghỉ tay uống nước xong lại tiếp tục trở lại bàn tế ngồi tụng kinh tiếp. Nguyên buổi trưa hôm ấy ông không nghỉ ăn uống gì cả. Thời khắc 12 giờ trưa cũng đã tới. Theo như lời của ông anh trai bà Bích Ngọc và ông Tư Tàn liền chạy xuống sông đem theo cái nón lá của bà Bích Ngọc thả xuống. Cái nón lá từ từ trôi theo một hướng về phía một ống khói to bằng đá. Xong nó dừng lại hẳn ngay tại đó. Anh trai của bà Bích Ngọc và ông Tư Tàn cùng một vài người trai trắng thành niên ở trong làng, liền y nhau lời của ông thầy Pháp bởi rằng ngày chỗ cái ống khói to bằng đá nằm trèo veo tại một gốc của dòng sông. Cùng mò mẫm tìm xác người xung quanh cái ống khói to ấy. Một lúc sau, một trong số những người mò kiếm xác chết dưới sông cũng khất giọng mừng rỡ. Tìm thấy rồi, cái xác nó nằm ngay tại cái ống khói nơi này. Cả đám người dưới nước định ngồi nhau vào phụ kéo xác đang chìm gần ngay cái ống khói lên. Chẳng hiểu sao cái xác lúc này lại nặng trịch, dù cố gắng cố sức, cả bọn đàn ông dưới nước vẫn không thể nào nhích nổi nó lên. Bỗng dưng khuôn mặt của ông thầy ba trở nên nghiêm trọng vô cùng ông đứng ngay trên bờ hú hét vọng xuống dưới mấy anh khoan hãy kéo cái xác lên vẫn còn một việc quan trọng để người nhà của người chết làm xong nói đoạn thì ông thầy pháp liền quay sang hà lan hỏi trong nhà mẹ con bà ta thương ai nhất hoặc là người nào làm cho bà ta cảm thấy dày dứt nhất hà lan thực sự không biết trả lời làm sao bởi vì từ nhỏ cô chưa hề tiếp xúc nhiều với bà bích ngọc thì làm sao mà hiểu được tình cảm trong lòng của bà ấy. Hà Lan cảm thấy lúng túng, giọng điệu có vẻ ấp ống, nhưng chợt sự nhớ tới bà Sáu, Hà Lan trả lời lại giọng chắc nịch với ông thầy. Thưa thầy là con nghĩ bà Sáu ngoại của con là người bà ấy thương nhất. Ông thầy Pháp ngần gù rồi nói, Vậy thì được rồi, bé gái còn mau chạy về nhà ngoại con, thấy bà ấy đứng cạnh thắp nhàng liên tục tại bàn thờ gia tiên trong nhà, và bà ngoại của con mau chạy ra sông nhanh cho thầy còn có việc bảo. Hà Lan theo lời của ông thầy chạy về các tại nhà, canh thầy nháng liên tục cho gia tiên của nhà bà Sáu. Còn bà Sáu bây giờ nhà con cháu trong nhà chờ bà ta đi nhanh ra ngoài bờ sông. Bà Sáu vừa tới nơi ông thầy Pháp liền cất giọng nói. Này bà Sáu, giờ bà nghe tôi nói trước vài câu xong bà cứ y như vậy mà học lại, rồi bà đứng ngay đây hú vọng thật to mấy cầu xuống dưới sông nơi cây sắc con gái của bà đang nằm đó bà sáu đứng đó nghe hết câu của ông thầy đang bày bằng bà học lại xong bà đứng ngay mép sông hút thật to xuống dưới bớ bích ngọc ới bích ngọc màu theo lời kêu réo của mẹ mà trồi xác trồi hồn lên nhanh còn về nhà với mẹ bích ngọc nha dưới sông cây sắc vẫn còn im lìm không hề chịu nổi lên sau lời gọi của bà. Bà sau tiếp tục đứng lên kêu lên lần hai rồi lần thứ ba. Nhưng cái xác vẫn không hề trồi lên. Ông thầy Pháp đứng đó nhăn mặt lắc đầu ngoài ngoài. Thế là không phải bà rồi. Người cái xác lưu luyến dày dứt mãi không nguôi chắc chắn không phải là bà sáu rồi. Đầu đó trong đám đồng bu đen quanh con sông có người nói. Người mà con bích ngọc nó thương tiếc xót xa dày dứt không nguôi là con bé Hà Lan chứ không phải là bà Sáu đâu. Dòng của một người khác vang lên hỏi, sao ông lại biết? Thì chiều qua tôi là người đầu tiên phát hiện ra đồ đạc của con bích ngọc nó để lại trên bờ. Cạnh cái đống đồ của nó còn để lại có một tờ giấy. Trong ấy ghi người mà nó cảm thấy có lỗi dày dứt nhất là con Hà Lan con gái của nó. Ánh mắt của ông thầy sau khi nghe xong lời xì sầm bàn tán, bỗng sáng quắc cả lên, ông thầy liền kết lời. Bà sáu, giờ bà tranh thủ quay trở lại nhà của bà nhanh đi, rồi thay cho con bé canh nhang, cho con bé ấy liền trở lại nơi này, nhanh cho tôi kẻo không kịp giờ." Bà sáu lại tất tạ nhờ con cháu của bà trở về lại nhà cắt thay cho Hà Lan, cho Hà Lan mau chạy ra ngoài sông. Khó nghi như là bà sáu Hà Lan được ông thầy bày cách kêu gọi hồn mẹ của mình, giống như như cách mà bà sáu vừa gọi lúc nãy. Hà Lan lúc bấy giờ đứng ngay bên bờ sông, hú gọi xuống chỗ cây ống khói. Bớ mẹ Bích Ngọc, mẹ Bích Ngọc, màu theo lời kêu réo của con mà trồi xác trời hồn nhanh lên, còn về nhà về với con gái nha mẹ Bích Ngọc. Hà Lan vừa dứt lời thì một ít giây sau dưới sông tiếng bị bõm gần cạnh cây ống khói phát ra âm mỉ. Một cây xác liền từ từ trồi lên. Lúc này ánh mắt của ông thầy ba vô cùng mừng rỡ, ông hò lên một tiếng vòng xuống sông cho mấy người vớt xác dưới sông nghe rõ bắt đầu vớt xác lên xác của bà bích ngọc cuối cùng cũng được đem ở dưới đáy sông lên trước khi cây xác được đưa về nhà ông thầy ba có căn dặn xác chết trôi chết treo cổ ngoài đường ngoài xá phạm điều cấm kỵ trong tâm linh bị cấm đưa vào trong nhà tầm điểm an táng tốt nhất là muốn mọi điều tốt đẹp về sau á thì người nhà của sắc chết nên đặt quan tài người chết phía ngoài cấm, rồi hãy tổ chức chôn cất cho người đã chết trong nghi nắng đừng khua trương khua mõ đánh trống tổ chức ẩm mỹ thật sự không tốt đâu mọi việc tôi giúp tới đây và dặn dò ra quyến đã xong rồi tôi xin phép ra về sau khi ông Thầy pháp rời đi cái xác chết trôi của bà bích ngọc cũng được an táng chôn cất trong im lặng không quá ồn ào y như lời nhắc nhở của ông thầy pháp một tuần sau thì Hà Lan quay trở về nhà của ông thầy Pháp gặp ông ấy. Cô gái kết lời nhờ và thêm ông thầy một việc. Thưa thầy là việc con nhờ thầy cầu siêu cho hai đứa em của con không biết khi nào thầy sẽ giúp con được việc ấy. Ông thầy nhìn Hà Lan mỉm cười. Cô gái còn đúng là một cô bé sống rất có chữ tâm. Mới lớn đã hiểu chuyện như thế này thì sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều hồn ma vất vườn tìm tới con nhờ vả. Và con yên tâm thầy đã có sai âm bình đi triệu hồi hai hồn ma nhỏ kỳ về trong hai đứa đứa bé gái khá ngoan biết nghe lời khuyên bảo của thầy riêng về thằng bé quỷ linh nhi kia thì lại rất cứng đầu khó khuyên bảo nhưng mà giờ đâu cũng vào đó khoảng vài ba hôm nữa thầy chính thức chỉ chú tụng kinh cầu siêu đồng loạt cho tất cả vòng linh đang vất vưởng chú ngộ trong căn nhà hành nghề của thầy lúc đó xem như là việc con đang tìm thấy thầy nhà thầy giúp xem cũng như đã xong Hà Lan vừa định thốt ra câu cảm ơn ông thầy từ nơi cửa miệng, thì bóng đầu từ trong căn nhà của ông thầy Pháp lại thấp thoáng hiện ra một bóng dáng quá đỗi quen thuộc với Hà Lan. Hà Lan hà hốc miệng có vẻ kinh ngạc. Là mẹ! Hồn ma của bà ấy đã tìm về căn nhà của ông thầy ba nhanh như vậy sao? Biện tài của Hà Lan nghe giọng nói vang lên của ông thầy. Bà ấy có duyên với thầy cho nên từ lúc rước hồn bà ấy dưới sông lên là hồn bà ấy theo thầy về đến tận nhà. Vậy thôi nhà thầy cũng đành chứa bà ấy, nhưng hiện tại hồn ma của bà vẫn còn đang trong giai đoạn bị cấm khẩu chưa có thể nói chuyện. Còn có thể nhìn thấy hồn mà bà ta chứ không thể nói chuyện được đâu. Hà Lan đánh mắt bất ngạc nhiên gật đầu. Dạ con biết rồi hả? Trong đầu của Hà Lan thầm nghĩ, nơi căn nhà hành nghề của ông thầy ba là nơi dùng để chứa nhiều linh hồn vất vưởng chú ngộ Hèn chi mà hôm đầu tiên Hà Lan đến nhà của ông thầy đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ quái ma mị đến vậy. Hóa ra là do bọn hồn ma vất vườn chú ngộ tại đây cố tình làm vậy để chiêu chọc Hà Lan cho cô hoàng sợ mà thôi. Hà Lan thở dài một tiếng, xong liền xin phép ông thầy ba rời nhà của ông mà quay xe đạp trở về nhà. Trên đường đạp xe băng băng trở về nhà, Hà Lan trần thầm nghĩ trong đầu. Không biết liệu sau này đôi mắt từng bị xét đánh của cô có thể thấy được ma quỷ trong bao lâu và liệu mai sau này nó có giúp ích được gì cho đời hay không hay chỉ làm cho cô thấy toàn những điều rùng rợn để ám mạnh trong thế giới u mình tầm tối này con đường làng vì ngày hôm nay cũng vì thế mà trở nên đầy u ám xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo